Em vừa hạ được con sóc nha các bác nha. Đây. Con đực to đấy. Trúng ngay giữa ngực luôn. Đây là hai em cua róc. Mình bơm lúc này. Lúc nãy có bắn thêm một con cu róc loại loại to này, nhưng mà hướng bên kia kìa, sau lưng mình á, bắn mà nó rớt rồi mà kiếm không ra, sợ nó rớt vào cái hầm đá, kiếm kiếm hỏi không ra luôn.
Đây là đồ ăn buổi, nói chung là đầu chiều của mình đây nha các bác nha. Đấy. Mình lấy ra hai con chim nhỏ thôi để nướng ăn với cơm. Giờ cũng thấy đói rồi. Chứ đi từ hồi sáng, sáng tới giờ chưa ăn gì luôn á. Hai con này xem. Con bên kia, đấy, đùm đang bên đây. Rồi em xin phép các bác nha. Em ăn đã. Ăn tí nữa chiến đấu tiếp, ăn lấy sức. Kiểu đói quá. Đây, cơm em. Đấy, hai con chim, vậy là đủ rồi. Đủ cho ngày hôm nay. Ok, em xin phép các bác nha. Đây là thành quả của chiều hôm nay nha các bác. Không phải ngày hôm nay, của ngày hôm nay đây. Hai con sóc bụng đỏ nha. Một con sóc bông. Năm con cu róc nha. Năm em cu róc. Rồi giờ thì mình xin phép đi về. Giờ cũng trễ rồi. Giờ cũng 4:30 rồi. Giờ về tới nhà tí cũng phải tầm 5:30 về tới nhà. Rồi em xin phép chào các bác nha.